Xin chào quý vị và các bạn đến với video tiếp theo của Tân Phát. Hôm nay thì trên màn mình đây có một chiếc máy in build đến từ thương hiệu Xprinter, là một dòng mini print mang model Q80C. Thì hôm nay cùng mình mở hộp sản phẩm này các bạn nhé. Như bao sản phẩm khác đến từ nhà Xprinter, điều đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy đó là một chiếc đĩa mini CD chứa driver và sách hướng dẫn ở bên trong này. Các bạn có thể tham khảo để xem. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có một tờ hướng dẫn nhỏ nhỏ ở đây. Máy in build thì hướng dẫn nó rất là ít, nên là chúng ta gần như chỉ có mỗi một cái tờ dở ra, chắc được một cái tờ A4. Trong này nó sẽ có một số các cái hướng dẫn đèn báo lỗi, đèn báo trạng thái báo lỗi các bạn nhé. Có hướng dẫn chúng ta lắp giấy cũng như là cắm kết nối USB hay là LAN cũng như là cắm adapter. Trong hộp sản phẩm của chúng ta thì vẫn sẽ có một chiếc adapter 24V. Đây gần như là một dòng adapter phổ thông áp dụng cho mọi máy in build trên thị trường của Xprinter vậy. Thì đều có chân là dạng chân tròn 3 chân các bạn nhé. Mình thấy rằng là adapter này gần như nó đều có thể dùng chung cho các cái dòng máy in của Xprinter đều được. Tiếp theo thì trong hộp sẽ không thể thiếu được đó là một dây USB phổ thông. Tiếp theo là một cuộn giấy in test. Thực sự cuộn này nó khá là nhỏ để chúng ta để in test thôi, trong quá trình chúng ta cài đặt hoặc là mới sử dụng chẳng hạn. Còn khi mà in build ấy thì khổ này, khổ K80, chúng ta sẽ mua những cái cuộn giấy 80m cuộn to hơn, chúng ta sử dụng được lâu dài hơn. Cùng với đó là một dây nguồn dạng dây 3 chấu phổ thông nhất trên thị trường hiện nay. Và ở đây thì một cái lõi rất là nhỏ, lõi này để chúng ta đút qua cái lõi giấy này không? Để giữ được cuộn giấy của chúng ta ổn định ở bên trong máy in. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Trong hộp thì hết rồi các bạn nhé, mình sẽ bỏ qua một bên. Với sản phẩm của chúng ta mang tên Mini Print, chính vì vậy nên là máy được thiết kế thì cực kỳ nhỏ gọn và vuông vắn các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không, mình cầm này, chiều dài của mình nó chỉ chưa nổi một gang tay luôn. Tầm này nó chỉ khoảng 15 phân thôi. Đấy. Chiều này thì chắc chỉ 10 phân, chiều cao cũng chỉ tầm khoảng 10 đến 12 phân. Các bạn thể nhìn thấy cái kích thước của nó thì thực sự là quá là nhỏ gọn. Khi chúng ta đặt trên bàn làm việc của ta thì nó chiếm rất là ít diện tích các bạn nhé. Nhưng mà khi mà nó nhỏ như vậy thì không thể nói được rằng chiếc máy in này không đầy đủ chức năng được. Mà nó gần như nó còn đầy đủ, cực kỳ đầy đủ luôn. Bởi vì máy được trang bị cả cổng LAN lẫn cổng USB các bạn nhé. Hai chuẩn kết nối gần như là phổ thông nhất trên thị trường hiện nay. Đáp ứng gần như là mọi nhu cầu cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng. Từ đặt trực tiếp ngay bên cạnh cái máy in của chúng ta, hay là chúng ta in ở trong các cái nhà hàng chẳng hạn. Quầy order của chúng ta thì ở bên ngoài, trong khi đó máy in build chúng ta đặt tận trong bếp chẳng hạn. Thì trong môi trường trong bếp ấy thì chúng ta sẽ không thể có cái dây USB nào nó dài đến như thế để chúng ta có thể kết nối được. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải chuyển qua cổng LAN. Thì máy in Xprinter Q80C này cũng có cổng LAN hỗ trợ ngay trên máy in của chúng ta, đáp ứng ngay cho chúng ta cái nhu cầu đó. Trên mọi máy in build thì đều có một cái cổng nữa, đó là cổng GRI 11. Cổng này ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể kết nối với két ngăn đựng tiền, két đựng tiền chẳng hạn. Để chúng ta khi chúng ta in build thì két đựng tiền nó sẽ tự động nó bật ra để chúng ta có thể thanh toán. Tránh cái trường hợp mà chúng ta có thể là khi mà ta nhận tiền chẳng hạn, chúng ta quên bỏ vào ngăn, thì chúng ta cứ in build ra thì ngăn két sẽ đẩy ra và chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ phải trả tiền lại cho khách hoặc là nhận tiền, đưa tiền vào trong két. Về phía mặt trước của máy in Q80C thì vẫn sẽ có một logo Xprinter màu bạc ở phía đằng trước, gần như là trên mọi các máy in build của Xprinter thì đều có. Với máy Q80C này sẽ không được trang bị công tắc nguồn rời như các cái dòng như là T80L chẳng hạn, sẽ có một cái công tắc rời ở phía bên cạnh phải ở đây. Nhưng mà con này ấy, thì nó sẽ có một trang bị công tắc nhấn nhả ở phía đằng trước. Ngay bên cạnh nó sẽ là một nút fit để kiểm tra giấy các bạn nhé. Hai nút này là hai nút bấm phía ngay đằng trước. Bên cạnh nó thì sẽ có hai đèn báo, một đèn báo để báo trạng thái lỗi và một đèn báo để cảm biến giấy. Trong quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái đèn trạng thái đèn báo giấy nó còn hay không, để chúng ta biết được rằng là máy in chúng ta còn giấy có thể in tiếp được hay không. Hay là trong quá trình mà khi mà hết giấy thì máy sẽ báo lỗi, thì nó sẽ nháy đèn đấy lên để biết được rằng là các bạn sẽ phải thay giấy. Ngoài ra sẽ có một cái đèn nữa, đèn hình tia sét ấy. Đó, nhìn giống cái hình tia sét ấy. Thì nó sẽ là vừa đèn báo nguồn và vừa đèn báo lỗi luôn. Nó có hai trạng thái lỗi các bạn nhé. Nếu máy in hết giấy thì nó sẽ báo cho chúng ta là đèn báo giấy nó sẽ đang báo lỗi. Còn trong trường hợp nó lỗi không phải do giấy thì đèn còn lại nó sẽ sáng, chuyển sang đèn màu đỏ. Về ngoại hình cảm quan thì ngay phía bên cạnh trái các bạn sẽ nhìn thấy một cái lẫy gạt ở đây. Các bạn có thể di xuống
là máy sẽ bật nắp lên. Đây sẽ là cái nắp bật của chúng ta để chúng ta có thể lắp giấy vào phía bên trong. Và quan sát thấy ngay từ khi máy in của chúng ta sẽ luôn luôn có một cái cell test các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy cái cell test ở đây. Thì cái cell test này ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta biết được là máy in model là gì, serial bao nhiêu, trạng thái, các cái trạng thái cài đặt nó là bao nhiêu, hỗ trợ những cái như thế nào. Từ là địa chỉ IP, địa chỉ LAN, cũng như là các cái độ tốc độ in hay là độ sắc nét của đầu in, hoặc là các cái phông chữ mà máy in hỗ trợ thì đều có ở cái tờ cell test này các bạn nhé. Với cái con Q80C, nếu như các bạn để ý trong các cái dòng các cái cách đặt tên của X-Printer thì ngay trong cái tên sản phẩm các bạn sẽ biết được rằng là các cái chức năng của nó. Ví dụ T80L, T80U hoặc là Q80C thì thường ấy, thông thường nhất các bạn nhé, U sẽ là cổng USB, L sẽ là cổng LAN. Còn trong cái dòng mà Q80C, vậy chữ C đó ký hiệu là cái gì? Nó mình không có một cái cổng kết nối nào về chữ C cả. Chữ C ấy, nó là ký hiệu cho cutter, tức là máy có hỗ trợ dao cắt trực tiếp trên máy in. Khi chúng ta in bill ra ấy, thì nó sẽ có hỗ trợ dao cắt như này này, các bạn nhìn thấy không? Bill của chúng ta sẽ được cắt rời ra như này, cắt sẵn này. Nó không phải là chúng ta phải xé bằng tay bằng cái lưỡi nhám ở trên máy in nữa. Máy sẽ có dao cắt để cắt sẵn giấy cho chúng ta. Bởi vì máy đã được trang bị cả cổng LAN, cả cổng USB rồi, nên là tên sản phẩm ấy là Q80C. C sẽ là ký hiệu cho cutter, hoặc là Q80 thì sẽ không hỗ trợ dao cắt các bạn nhé, sẽ không có dao cắt. Đó là cái cách đặt tên của X-Printer. Nếu bạn có nhu cầu về một chiếc máy in nhỏ gọn phù hợp cho không gian bán hàng của mình, Q80C là một sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu của các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay là muốn tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm, vui lòng để lại comment phía bên dưới. Tân Phát sẽ hỗ trợ các bạn nhiệt tình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tân Phát. Xin chào và hẹn gặp lại.